Trong thời điểm này, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Vĩnh Lộc đang nỗ lực hỗ trợ học sinh lớp 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với mục tiêu vừa bảo đảm an toàn sức khỏe, vừa trang bị đầy đủ kiến thức để các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Còn chưa đầy 2 tuần nữa, 187 em học sinh lớp 12 trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Vĩnh Lộc chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Mặc dù những tháng đầu của năm học, các em gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, khiến việc dạy và học thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến, nhưng nhà trường chủ động ôn luyện cho học sinh lớp 12 từ rất sớm nhằm đáp ứng yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Chương trình ôn tập tốt nghiệp thì gồm 7 tuần, bắt đầu từ 16 tháng 5 đến ngày 2 tháng 7. Trường có số lượng học sinh là 187 học sinh lớp 12 và trong đó 38 học sinh thi theo ban khoa học tự nhiên và 149 học sinh thi theo ban khoa học xã hội. Hơn một tháng nay, đều đặn 18 giờ từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần, sau khi kết thúc mỗi buổi chiều lên lớp ôn tập, các thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Vĩnh Lộc tranh thủ ăn dội bữa cơm chiều rồi lại hối hả vào lớp tiếp tục ôn luyện. Thì chúng mình sẽ trải qua một khoảng thời gian ôn tập cùng với những thầy giáo và cô giáo của trường. Tuy nhiên là với sự hỗ trợ tận tình và tận tâm của các giáo viên cũng như là của nhà trường thì bọn mình đã có được những cái kiến thức cần và đủ. Chúng tôi đến lớp 12A1 nhân dịp tiết ôn luyện môn Anh văn do cô Nguyễn Thị Thúy An trực tiếp giảng dạy. Các em học sinh tập trung lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận với giáo viên. Trong quá trình ôn tập thì nhìn chung phần lớn các em học sinh đều cố gắng đi học các buổi tối rất là đầy đủ. Tiếp thu kiến thức thì cũng đảm bảo được mức độ yêu cầu của giáo viên. Tuy nhiên vẫn còn một số em do hoàn cảnh gia đình xa hoặc là những cái em này thì năng lực của em cũng hơi thấp nên là cái khả năng tiếp thu của em còn hơi chậm so với các bạn. Tuy nhiên số lượng này cũng tương đối ít và giáo viên cũng đang từng bước hỗ trợ các em này trong giai đoạn cuối cùng. Ngoài ôn thi cho học sinh, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Vĩnh Lộc còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ nấu ăn miễn phí cho các em vào các buổi chiều tối. Đây là việc làm nhỏ, song lại có tác động lớn đến tâm lý, sức khỏe của học sinh. Sau những giờ học căng thẳng, các em được ngồi cùng nhau, vừa ăn uống, vừa nói cười vui vẻ để thư giãn, tạo tâm lý thoải mái để phục hồi sức khỏe, tiếp tục ôn luyện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022. Giờ đây, kim đồng hồ mùa thi đang quay ngược từng ngày và thời gian dường như nhanh hơn. Những lo lắng, hồi hộp, áp lực đối với học sinh lớp 12 càng nhiều hơn. Sự tận tụy hết lòng vì học sinh của các thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Vĩnh Lộc đang giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông, góp phần thắp lên niềm tin, chắp cánh cho những ước mơ của các em học sinh nơi đây.